một vài bước liên quan tới cái việc ở cái trang location này này. Đây, ví dụ như các bạn chọn đây thì nó đã hiển thị ra thông tin này, nhưng mà nó đang không đây, ví dụ như đây, ví dụ như Hà Nội này. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, Đà Nẵng này. Khi ở đây thì nó đang còn chưa lọc lọc theo đúng hôm nay. Đã lọc theo đúng rồi đúng không? Đấy, à, nhưng mà ở như ở trang này này. Đấy, ở trang location này này. Ở phần xe ba này mình chưa ghép nó vào. Đấy. Thì này mình sẽ ghép nốt thì các bạn có thể là vào cái phần Phone location này. Đấy. Ở chỗ này thì mình đang chưa có lọc location. Đây cái room này. Đấy, ở đây các bạn check em. Đấy, những cái này thì mình cái này thì mình đang chưa lọc tới diện tích cũng tương tự đấy. Thì ở trong này thì mình sẽ add nó vào luôn. Và ra bài biết location đây các bạn, ở đây các bạn add lên cho mình. Search này. Request này. Đây. Ở đây các bạn truyền cho mình là cái param mà thiên đề request all nhé. Đây, location này. Đấy. Và gì? Param chấm location. Đây, chỗ này bạn sửa cho mình như này nhé. Đấy. Thì ở đây cái param của các bạn truyền vào chỉ cần thế này thôi. Đấy. Thế đây là mình sẽ có đủ thông tin. Đấy, ok. Sau dưới này loại ghi huyện tích trí 29 nhé. Mình đang để cái param này nó ok. Với tiếp theo nữa là gì? Ở đây nó đang có một cái phần nữa là đây, các bạn để ý nhé. Mình vào phần admin này. Đúng chưa? Ở phần location này, các bạn để ý nhé. Khi mà các bạn thêm tỉnh thành quận huyện này thì ở lúc mà đăng tin mới thì các bạn sẽ phải ở đây lúc đăng tin mới thì các bạn đổi cái link cho mình nhé. Trước mình chưa đổi link thì bây giờ mình cũng sẽ đổi link luôn. User room. Đây. Header này. Đây, chỗ này nó sẽ phải là create nhé. Đấy. Đang, nó vào nó đang luôn. Đấy. Ở đây thì các bạn để ý nhé. Khi mà các bạn chọn tỉnh thành thì ở đây nó sẽ phải loát ra tương ứng này. Đấy, đúng chưa? Ví dụ như các bạn chọn là Hà Nội thì ở đây nó sẽ phải loát ra hết tất cả những cái của Hà Nội. Hồ Chí Minh nó sẽ phải loát ra của Hồ Chí Minh. Đúng không? Ví dụ như là ở đây các bạn sẽ đây. Đấy. Ví dụ như các bạn chọn Nghệ An thì nó phải loát hết tất cả những cái của thằng Quỳnh Lưu. Ok thì hôm nay ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần này. Đấy. Thì ở đây các bạn quay vào. Để chỉ cho thuê. Đấy.
phần room này này, địa chỉ cho thuê. Đấy, ở đây các bạn Z City ID. Ok, đến đây rồi thì các bạn sẽ gì, mát, các bạn sẽ bắt sự kiện on trang của thằng này. Đấy, đây các bạn thêm cho mình cái nữa là đấy chấm trang. Xin vâng, ok, mọi sự cho nét city id bằng g chấm ba. Ok, con số đấy các bạn nhìn thấy nhá. Bây giờ này bạn sẽ loan này. À đây, nhầm, mình đang nhầm là cái domain đấy. Đấy, các bạn mở cái gradient này. Cái đoạn này đây. Ở đây vì sao các bạn cho mình tiếp là CDN? Đấy, mình sẽ phải có jQuery nên là mình sẽ có một cái là CDN nhé. Đấy, các bạn nhìn dưới này. Đây các bạn tạm thời các bạn bỏ đi cho mình xin lấy hai nhé. Đấy, nội ba nếu có xin lấy hai các bạn nội nhỉ. Ok, tạm thời mình sẽ bỏ đi thằng xin lấy hai nhé. Đấy, chọn tình thầy. Ok, đấy. Đây thì các bạn tạo cho mình một cái, đây các bạn cho mình cái như địa chỉ này. Đấy, mà thực ra thằng này nó chả cần đâu. À, cũng có đấy. Ở đây thì các bạn sẽ viết cho mình một cái router cho user này. Not delete. Ở đây thì các bạn vứt vào phần này cho mình nhé. Launch Digit. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ gì? Không, đây. Các bạn thêm vào đây cho mình này.
Đây, ở đây mình sẽ sử dụng Ajax nhé. Mình quay đi, à, mình ví dụ như các bạn như thế. Đây, mình sẽ có một cái vài ví dụ về thằng Ajax này. Mình sẽ có một cái cột mộng của nó nhá. Gì? Đàn. Bạn dùng này nhé. Cứ biết đây URL ở đây nó sẽ là cái loát này. CTID là CTID này. Đấy. Thằng này bỏ đi. Bên đây các bạn lốc data này ra nhé. Xem thử nó ra nhé. Ok. Đây thì các bạn vào cho mình cái từ. Đấy. Đây các bạn return nhá, web bomb. JSON request all nhá, xem thử nào. Cái quả trả về nó là gì nhá. Đây. Đây các bạn nhìn thấy trả về là 2 này. If city bằng request city. Ok. Ở đây nó sẽ có một cái bảng location. CD không chọn đâu. Đây. Các bạn chỉ cần lấy hết tất cả những cái parent node city location. Đây parent này. Các bạn chỉ cần là location bằng where Spiderman city select ID và cái name là được. Vậy mình chẳng cần nhiều đâu, nên không nói mình select nữa. Ok, thế thôi. Ở đây bạn sẽ trả cho nó là data. Ok, mình sẽ thử này. Đấy, data localization bằng đây. Các bạn chỉ cần tầm cục này thôi nhé. Đấy. Hồ Chí Minh này, không có này. Hà Nội này, có này. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là nếu mà create đây các bạn check if data và là data chấm lên lớn không đấy thì các bạn sẽ phải có là gì data chấm map data index. Map map đấy. Ở đây mình cũng sẽ có gì map option. Sau đó như này nó sẽ là bằng gì? Cộng bằng cái gì nhỉ? Option của các bạn nó sẽ là
sẽ như này. Đấy. Nó sẽ bằng item. Đấy, nó trí nha. Đấy, cái này cho này thì nó sẽ không không cần đâu. Đấy, đoạn này nó sẽ thế, cái tầm chấm đêm. Ok, sau khi thêm xong thì các bạn sẽ khắc pen. Đấy bạn nhìn thấy nhá, khi Hà Nội bạn thấy gì? Đà Nẵng và Thanh Trì, Hải Phòng và Thanh Trì à? Đây ví dụ như mình chọn Nghệ An này. Đấy, Nghệ An thì nó sẽ hiện là Quỳnh Lưu. Ok. Đấy, ví dụ như phường xã đây các bạn ấy. Ở hiện tại thì mình đang chưa chưa ấy phường xã. Ok. Bỏ sẽ lấy hàng. Đấy, ok, vậy là ở tạm thời thì ở cái tỉnh thành này thì mình đã load được xong. Ở đây thì các bạn cũng không cần phải cho này đâu. Đấy. Thì ở cái phần à mà sâu được. Các bạn sâu được nhé. Đấy, thì ở đây thì mình đã lắp xếp theo cái Hồ Chí Minh. Đây mình đã lắp theo cái con hiện tương ứng rồi nhá. Hải Phòng. Ở đây thì các bạn cũng không cần phải check nữa. Đây. Các bạn thì cần check là thằng này nó làm cái màng rộng là được rồi. Đấy, để cho nó tự tự auto set khi mà nó không có. Đấy. Đấy, nó sẽ không có thì các bạn sẽ phải chọn thế nào nó có thôi. Đấy thì ở video xong sẽ tiến hành xử lý nốt cái phần khi chọn quận huyện thì nó sẽ loát ra phường xã tương ứng. Đấy để cho các bạn lưu. Ok.